chào tất cả các bạn, mình là Khánh Như và đây là... Ủa? Cô Tiên! Cô Tiên! Mà đây nè! Xin chào các bạn, mình là cô Tiên. Hôm nay tụi mình sẽ làm món sữa tươi chiên giòn. Sữa tươi chiên giòn. Bắt đầu thôi! Yeah! Nguyên liệu của chúng ta cần có là 7 quả trứng gà, 4 ống vani và những bịch sữa tươi. Đầu tiên chúng ta sẽ đập trứng và lấy lòng đỏ. Nếu các bạn muốn làm như thế này thì luôn hãy nhớ rửa tay sạch nha. Được rồi đó Tin. Bây giờ tụi mình sẽ cho 2 ống vani vào. Bỏ hết nha Tin. Hết rồi. Rồi. Và mình sẽ cho 2 muỗng đường và 1 bịch sữa tươi. Tin lấy dùm chị sữa tươi đi. Bây giờ mình sẽ bỏ sữa tươi vào nha. Tùy thuộc theo các bạn. Nếu các bạn thích uống không đường thì các bạn có thể bỏ vô hoặc là bỏ có đường. Và bây giờ mình sẽ bỏ bột bắp vào. Bây giờ mình sẽ khuấy đều nha. Chị khoái trước. Yeah. Rồi Tin khoái đi. Rồi chưa chị? Em biết chị khoái chung luôn đi. Xong. Vậy là hỗn hợp của mình đều rồi đó Tin. Tin, bây giờ mình sẽ bỏ hỗn hợp này vào đun nha. Bây giờ mình sẽ đổ hỗn hợp này vào nồi, vừa đun vừa khuấy cho thật đều cho đến khi nào hỗn hợp nở bong bóng lên nha. Bây giờ bánh sữa tươi chiên giòn này sắp được đặt lại rồi đó các bạn, là sắp có thành phẩm rồi đó. Đặt rồi đó các bạn. Các bạn nhớ chán dầu vào tô này cho thật đều để cho khỏi bị vón cục nha. Em chán dầu quá chị. Ừ, em giỏi lắm á. Bây giờ mình sẽ múc vào tô nha. Ừ, không chị. Được. Wow. Cô Tin để cây này qua cho mình chị nha. Thơm quá. Thơm quá à. Các bạn nhớ là múc xong ra mình sẽ để nguội 5 phút và bỏ vô tủ lạnh 90 phút nha. Bây giờ mình sẽ để nguội 5 phút nha. Đi theo Tin. Dạ. Sau khi mình cất hỗn hợp vô tủ lạnh thì bây giờ mình sẽ đập trứng vô đây nha và bỏ bột vô đây. Tin, em đập trứng lấy lòng đỏ nha. Còn chị sẽ lấy cả 2. Mày xong. Yeah, được rồi. Bây giờ mình sẽ đổ bột ra đây. Đánh lên. Khoan, sau đó mình sẽ đánh trứng cho thật đều nha. Cô Tin ngồi đây đợi chị nha, để chị vô trong lấy hỗn hợp. Thơm lắm á Tin. Thơm quá à. Các bạn nhớ vệ sinh tay trước khi làm nha. Rồi các bạn lăn qua trứng, rồi sau đó sẽ lăn qua bột. Chị em mình ăn vậy thôi ha Tin. Ủa, nó Tin nhìn miếng này quá trời bự luôn. Với cái bánh này thì các bạn làm rất là dễ. Các bạn có thể làm cho gia đình các bạn ăn hoặc là bạn bè. Mời các bạn ăn cùng tụi mình nha. Yeah.